Ngày thứ 28, cám dỗ phàn nàn. Nhiều lúc chúng ta bị cám dỗ phàn nàn khi bị cám dỗ chất vấn Chúa và tình yêu cũng như kế hoạch hoàn hảo của người. Bạn hãy biết rằng cám dỗ này là không là gì hơn một cám dỗ. Giữa những cơn cám dỗ nghi ngờ và chất vấn tình yêu của Thiên Chúa, bạn hãy làm mới lại lòng tín thác của bạn vào Chúa và từ bỏ thói than thân trách phận. Khi làm thế, bạn sẽ có bản lĩnh mạnh mẽ hơn. Trong tuần này, bạn đã phàn nàn điều gì nhiều nhất? Điều gì đã cám dỗ bạn giận dữ, bực mình? Cơn cám dỗ đó có dẫn bạn đến cảm giác tủi thân, tủi phận không? Nó có làm suy yếu sự tín thác của bạn vào tình yêu trọn vẹn của Thiên Chúa không? Hãy suy nghĩ về cám dỗ này, thấy nó như một phương thế để bạn lớn lên trong tình yêu và nhân đức. Thông thường, cuộc chiến đấu cam go nhất của chúng ta là khi tưởng mình tốt lành, thánh thiện. Lạy Chúa, con hối lỗi vì bao lần con ưa than phiền, oán trách giận hờn và nghi ngờ tình yêu thương tuyệt hảo của Chúa. Con xin lỗi vì cảm giác tự thán mà con đã để cho chính mình bị rơi vào. Hôm nay, xin hãy giúp con buông bỏ những cảm xúc này và biến những cám dỗ này thành những khoảnh khắc tin tưởng và phó thác sâu sắc hơn. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào. Chúng con đặt vào Chúa lòng tin thác của mỗi chúng con. Nhân loại hôm nay đang trải qua bao là sự dữ. Con người hôm nay đang sống trong tuyệt vọng lo âu. Chúng con đến kêu cầu Chúa giàu lòng xót thương. Ngài mở ra con đường đưa đến tận nguồn suối yêu thương. Lạy Chúa Giêsu, con tin tưởng nơi Chúa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thác vào Chúa. Vì ngoài lòng Chúa xót thương, không còn nguồn hy vọng nào.